Xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tính ha. Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ ha. Thì hôm nay là 7 giờ rưỡi à. 7 giờ rưỡi mà nắng vậy à. Đó thì bây giờ là mình pha một thau. Đó thì mình pha một thau trong đó là 200 lít nước. Đó thì mình pha là 200 ml canh rau để một chồi. 100 ml rong biển. Đó. Và một ít Antonit và 10 gram à, cái này là một gói 30 gram chia làm 3 à, vô đây để tác dụng của nó là thúc đẩy sự phát triển dày lá và xanh lá à, và cho nó mập cái thân, chuẩn bị mình ép cho nó kích nụ ra à, thì nó sẽ có lực, nó sẽ đẩy cái nụ ra à, và mình duy trì cái bộ này tới tháng 10 luôn à, thì bây giờ à, thì rồi hồi sáng mình có một số anh em mới gọi vô là xài 30-10-10 mà pha đậm quá là nó rớt hàng hà cây luôn à, thì anh em đừng có xài ba quá học nha, báo trước rồi đó à, thì anh em pha rồi anh em quậy quậy cho vài cái cho nó đều đều ha, rồi tưới để tôi kiếm cái gáo một kiểu rồi đây cả nhà. Mình đi múc đằng xa ừ, thì bây giờ là quất vô cái cây này trước ừ, cây này mới tỉa bằng cái ngó nè ừ, mấy cái tược dại, cây này cây ghép ừ. Cái ca này 1 lít ha. À, cái chậu 3 thì mình tưới 1 lít, 1,5 lít ha, còn chậu 6 tưới 4 lít. Nói chung là anh em có điều kiện tưới cái bộ này rất là hay à, nhưng mà sợ anh em không có điều kiện thôi. Đây là cây phôi, thì cây phôi tưới luôn cho nó ra tược luôn ừ, còn cây này là cây ăn Tết nè à, giờ tược vẫn bắn bình thường nè bây giờ là nó ra một cơi nữa, nó dài ra nữa rồi bắt đầu cái tới tháng 8 nó ra một cơi nữa nha cả nhà. Thấy cỏ nể thấy ghê không ừ. Anh em đừng có xài hóa học nha, tại vì sáng giờ mình có nhận mấy cuộc gọi à, là xài phân hóa học giờ sao cứu anh Tuấn ơi á, là rụng lá ráo luôn á, nó đài ráo luôn rồi đó, là pha quá nhiều, không phải là hóa học là mình pha nhiều được đâu ha. Cứ một muỗng cà phê pha với 5 lít nước à, một thùng bê về nè là 4 muỗng ha, 4 muỗng lưng chứ không phải múc mà trùng trùng lên ha à, thì anh em cứ à, cái canh này cứ tưới qua năm suốt tháng nè à, còn thời điểm mà từ tháng 7 đổ đi là mình phun cộng thêm cái thằng rong biển Titan Autonic, vừa phun vừa tưới, phun ở trên và tưới à, chung cái canh giữa này dưới gốc luôn ha. À, để cho nó tăng cường mập lên thì mình lúc đó mình thúc đẩy, mình phun kích nụ lên nó lên liền à. Và đối với những cây mai suy là anh em không có được xài phân luôn ha, xài kích rễ với gói thu rễ thôi ha.
Thôi xin chào, chúc cả nhà vui vẻ ha.